Là ai vậy? Là ai vậy ư? Cậu hỏi thật sao? Đó là cựu cầu thủ bóng chày đã chơi 6 mùa ở Cho Mây Giờ trước khi tiếp tục có một sự nghiệp thành công ở mảng thể thao và diễn xuất, đóng vai chính trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, bao gồm vai Harry Doyle trong Liên đoàn bóng chày Mỹ và Jack Owen trong Ngài Belvedere. À, ra là bác yêu cầu đó. Tớ đã thuê ông ấy dự tiệc của tớ vài tiếng. Hợp đồng ghi là 75 phút. Bob, tôi có một câu hỏi quan trọng, muốn hỏi về câu hỏi trong phim Ngài Belvedere. Không, Kevin không lớn lên trở thành Marvin Mason. Cậu nhầm với những năm tháng tuyệt vời rồi. Được rồi, nghe cũng hay đấy. Nhưng ở tiệc của tớ, các cậu sẽ được cưỡi ngựa. Không to bằng ngựa thật, tớ thích ngựa. Không thể cưỡi Bob yêu cầu được. Không sao. Nào, ngài bóng chảy. Bác yêu cầu, ông để cậu ấy làm vậy sao? Trong hợp đồng có ghi rồi. Bác Titan, các cậu hãy chọn dự tiệc bên